cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin chiều ngày 30 tháng 10. Tính đến 18 giờ chiều nay, Cần Thơ ghi nhận thêm 132 ca nhiễm mới, 37 trường hợp trong khu phong tỏa, 47 trường hợp trong khu vực cách ly, 35 trường hợp cách ly tại nhà, 13 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Đã truy vết 71 F1, 22 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. 26 trường hợp đã khỏi bệnh. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận, huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 14 ca nhiễm mới, trong đó phường An Nghiệp 11 trường hợp trong khu phong tỏa, phường An Cư 1 trường hợp trong khu phong tỏa, phường An Khánh 1 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Quận Ô Môn ghi nhận 43 ca nhiễm mới, trong đó phường Phước Thế 15 trường hợp cách ly tại nhà, 6 trường hợp trong khu cách ly và 5 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Long Hưng 5 trường hợp cách ly tại nhà và 1 trường hợp trong khu cách ly. Phường Thới An 3 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế và 3 trường hợp trong khu cách ly. Phường Trường Lạc 3 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Thới Long 1 trường hợp cách ly tại nhà. Quận Bình Thủy ghi nhận 7 ca nhiễm mới, trong đó phường Thới An Đông 4 trường hợp trong khu cách ly. Phường Trà Nóc 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trường hợp trong khu cách ly. Phường Bình Thủy 1 trường hợp cách ly tại nhà. Quận Cái Răng 10 ca nhiễm mới, trong đó phường Hưng Phú 7 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Lê Bình 1 trường hợp trong khu cách ly. Phường Hưng Thạnh 1 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Phú Thứ 1 trường hợp trong khu cách ly. Quận Thốt Nốt ghi nhận 37 ca nhiễm mới, trong đó phường Trung Kiên 15 trường hợp trong khu phong tỏa, 3 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Thới Thuận 5 trường hợp trong khu phong tỏa và 1 trường hợp trong khu cách ly. Phường Thốt Nốt 4 trường hợp trong khu phong tỏa. Phường Thuận An 2 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Trung Nhất 2 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp trong khu phong tỏa. Phường Tân Lộc 1 trường hợp trong khu cách ly. Phường Tân Hưng 1 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 3 ca nhiễm mới, trong đó xã Thới Hưng 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trường hợp trong khu cách ly. Thị trấn Cờ Đỏ 1 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Phong Điền ghi nhận 13 ca nhiễm mới, trong đó thị trấn Phong Điền 5 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Tân Thới 2 trường hợp trong khu cách ly. Xã Trường Long 2 trường hợp trong khu cách ly. Xã Nhơn Ái 1 trường hợp trong khu cách ly. Xã Giai Xuân 1 trường hợp trong khu cách ly. Xã Mỹ Khánh 1 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Thới Lai ghi nhận 1 ca nhiễm mới trong khu cách ly tại xã Tân Thạnh. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn ghi nhận 4 ca nhiễm về từ tỉnh thành phố khác gồm: thành phố Hồ Chí Minh 1 trường hợp, tỉnh Đồng Tháp 1 trường hợp, tỉnh Bình Dương 1 trường hợp và 1 trường hợp từ tỉnh Kiên Giang. Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 7.368 ca nhiễm, đã truy vết 18.799 F1, 11.760 F2 liên quan, đã điều trị khỏi 6.125 trường hợp. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.